Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay khi soạn câu hỏi cho số tư vấn điện thoại vào buổi tối thì mình có nhận được câu hỏi đến từ bạn Hải Hồng. Câu hỏi này mình nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để trả lời hơn. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau. Anh Dương ơi, em thấy giá Vivo V23 5G nằm giữa Galaxy A52s và S20 FE. Không biết giờ nên mua máy nào nhỉ? Tiết kiệm để mua A52s hay là cố lên S20 FE ạ? Đấy, câu hỏi này cũng rất là thú vị. Thế thì mình sẽ so sánh từ từ một đấy nhá. Đầu tiên là sẽ so sánh V23 với cả A52s trước. Thế xong sau đó thì sẽ so sánh V23 với cả S20 FE nhá. Rồi, thế đầu tiên là về hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn luôn Vivo V23 5G bởi vì hộp phụ kiện của nó vô cùng đầy đủ, có ốp lưng này, thậm chí có cả tai nghe và sạc của nó thì cũng nhanh hơn nhiều so với cả Galaxy A52s, sạc của nó là sạc 44W cơ. Tiếp tục nữa là về mặt thiết kế thì mình cũng sẽ lựa chọn Vivo V23 5G bởi vì thiết kế của nó rõ ràng là nhìn đẹp hơn hẳn so với cả Galaxy A52s rồi. Mặt lưng của nó thì cũng là mặt lưng kính chứ không phải là mặt lưng nhựa giống như là A52s, và khung viền của nó thì nhìn trông cũng sang trọng hơn. Mặc dù cái A52s về tổng quan thiết kế thì nó cũng không phải là một thiết kế xấu, nhưng rõ ràng là so với cả V23 5G thì sẽ không bằng được về mặt thiết kế rồi, đúng không ạ? Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần màn hình thì sao. Màn hình thì về tần số quét nhá, thì mình thấy là cái Galaxy A52s là nó sẽ có tần số quét tốt hơn đấy. Đấy, nhưng mà nhìn chung về tấm nền thì mình thấy là nó cũng xem với nhau thôi. Đấy, nhưng mà được cái là cái tần số quét thì A52s sẽ có phần hình hơn, có thể coi là tổng hòa về nhiều yếu tố thì màn hình của A52s tốt hơn. Về hiệu năng thì admin Kha đã có video test game rất là kỹ ở trên cả hai sản này rồi. Và như những gì bạn ấy phản hồi lại cho mình ấy thì chip Snapdragon 778 5G của A52s sẽ có phần nhỉnh hơn con chip Dimensity 920 của Vivo V23 5G. Hai con chip này thì đều được sản xuất ở trên tiến trình 6 nanomet và đều có 5G cả. Đấy, nhưng mà rõ ràng là con chip Snapdragon thì nó cũng sẽ được lòng nhiều người dùng hơn là con chip MediaTek của Trung Quốc. Ok, chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề camera thì sao. Hai sổ này thì đều có camera khá tốt đấy. Tuy nhiên là về camera thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về Vivo V23 5G, đặc biệt là cái phần camera trước, khi mà V23 5G có camera trước lên tới là 50MP, lại còn thêm cả một cái camera góc siêu rộng chụp ảnh selfie ở phía trước nữa. Còn về pin thì Galaxy A52s sẽ có viên pin nhỉnh hơn, nhưng mà sạc thì lại là V23 5G. Về các yếu tố khác thì thương hiệu thì mình đánh giá là A52s sẽ có thương hiệu tốt hơn. Mình luôn luôn đánh giá thương hiệu Samsung là tốt hơn là Vivo, đúng không ạ? Đấy là còn chưa kể là A52s sẽ có loa ngoài là loa kép với công nghệ âm thanh Dolby Atmos, nghe hay hơn rất nhiều so với cái loa đơn của V23 5G. Và A52s thì có cái tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi rất cao, đó là IP67. Còn Vivo V23 5G thì không có kháng nước kháng bụi. Đấy, vậy nên là mỗi một sản phẩm thì nó lại có một cái ưu nhược điểm riêng. Thế còn nếu mà chúng ta so sánh Vivo V23 5G với cả Samsung Galaxy S20 FE thì V23 5G sẽ có hộp phụ kiện là hơn hẳn đã này. Thì cũng giống như vừa rồi mình so sánh thôi, đúng không ạ? Nó sẽ có một cái thiết kế mình cũng đánh giá là đẹp hơn. Đấy, màn hình thì nó không bằng đâu. Hiệu năng thì chắc chắn là cũng không thể bằng chip 865 được rồi. Camera thì hai sổ này nói chung là đại loại là cũng tương đối xem thôi. Nhưng mà cái camera trước mình vẫn đánh giá Vivo có phần nhỉnh hơn đấy. Pin S20 FE sẽ tốt hơn, nhưng mà sạc thì V23 5G lại nhỉnh hơn. S20 FE thì sẽ có loa ngoài loa kép, có Dolby Atmos các thứ rồi. V23 5G thì lại không có cái đó. Và S20 FE thì có kháng nước. Thế thì chốt, chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào đây? Thế thì cá nhân mình thấy là như sau này. Cái V23 5G nó nằm giữa hai sản phẩm của Samsung, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái sản phẩm đến từ Vivo khi chúng ta cần một chiếc điện thoại có một cái thiết kế đẹp, có một cái camera trước thực sự đẹp và tạo nên cái sự khác biệt, đúng không ạ? Chúng ta cần một cái sạc nó rất là nhanh, một cái hộp phụ kiện thì vô cùng đầy đủ. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn Vivo. Còn chúng ta sẽ lựa chọn những cái đại diện đến từ Samsung khi chúng ta cần một sản phẩm mà có hiệu năng tốt hơn. Nếu mà cố lên S20 FE là hiệu năng tốt hơn này, có loa ngoài là loa kép này, có kháng nước kháng bụi này, có thương hiệu ngon hơn, có màn hình tần số quét cao hơn, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta lựa chọn giữa những sản phẩm Samsung với cả Vivo V23 5G. Còn về mức giá bán ấy, thì hiện tại mình có tham khảo tại Hoàng Hà Mobile thì A52s họ đang để là khoảng 9.390.000, coi như là 9.4 triệu đi. 9.4 triệu với cả V23 5G thì là 10.7 triệu. Như vậy là lệch nhau khoảng 1.3 triệu. Còn S20 FE thì sẽ tương đối cao đấy. S20 FE thì nó sẽ khoảng 12.5 triệu vì sản phẩm này thì thời gian gần đây thì nó đã tăng giá lên rồi. Vậy thì nếu mà là mình để lựa chọn ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ hiện tại thôi nhá, là mình đang nghiêng về A52s nhiều hơn, bởi vì là nó là một sản phẩm rẻ nhất trong cả ba sản phẩm này, và chúng ta cũng tiết kiệm được khá là nhiều tiền nữa
Còn V23 5G thì nó bị những cái vấn đề mà mình cảm thấy rất là đáng tiếc, đặc biệt là cái phần bộ loa của nó. Loa của nó nghe hơi tệ. Đấy là cái điểm mà mình cảm thấy đáng tiếc nhất, cũng như là nó không có kháng nước kháng bụi. Nên nếu các bạn muốn một sản phẩm giá rẻ mà vẫn đồng đều về nhiều yếu tố thì lựa chọn A52s. Còn nếu mà đã cố lên nhé, nếu đã cố thì cố lên hẳn lên S20 FE thì nó sẽ hợp lý. Thế tuy nhiên là nói là cố lên như thế thôi, chứ mình nói thật chứ cố lên thì biết cố đến khi nào, đúng không ạ? Bởi vì khi đã cố lên S20 FE rồi thì câu chuyện ở đây là gì? Đấy là chúng ta sẽ phân vân là hay là có lên S21 FE hay không, hay là chúng ta sẽ lên cái Galaxy S21 phiên bản thường nhưng mà chạy chip Snapdragon 888 mà lần trước mình trên tay cho các bạn nó cũng giá tầm khoảng 12 triệu rưỡi đấy. Đấy thì biết cố lên thì cố lên, nhiều sản phẩm để lựa chọn lắm. Nên là không biết ý kiến các bạn khác như nào, có thể để lại comment cho mình biết nhá. Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Tất cả thông tin thì mình đã để phía dưới phần ghim comment của video này rồi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.